Xin chào cả nhà. Mình sẽ review nhanh về cái nhận định của mình trong ngày hôm qua và hôm nay. Thì hôm qua mình buy UZ và buy EZ theo kỳ vọng của CPI của Nhật. Nhưng mà rất là tiếc là sáng hôm nay thì CPI của Nhật lại là 2% đấy các bạn. 2% nó không phải là 1,9. Nó chỉ cần là 1,9 hoặc là thấp hơn một tí, 1,8 thôi là đẹp. Nhưng mà chính bởi vì như thế nên là lệnh của mình thì trước khi ra tin mình đã phải xử lý nó. Và nói chung là hòa, UZ thì âm đô vài point. UZ thì âm nó vài point bởi vì lúc mà gần ra tin là nó đã âm mất vài point rồi. Đấy là thôi. Nhưng mà bù lại thì cái ông EZ này là lúc ra tin thì nó lãi đâu khoảng 10 pip. Gần 10 pip gì đó. Đấy là, thế là bù trừ đi cho nhau là coi như hòa entry. Thế nhưng mà cái mà mình muốn chia sẻ lại ấy, thì trong ngày hôm nay thì có những thông tin nào? Thì những thông tin trong ngày hôm nay là các bạn thấy là những thông tin từ USD, niềm tin tiêu dùng này. Thì có lẽ là thị trường ngày hôm nay nó sẽ không không biến động mạnh bởi vì những thông tin hôm nay có thể sẽ không được mong chờ vào những thông tin ngày mai như là các thông tin về lãi suất của New Zealand và lạm phát của Úc. Nếu ai có giao dịch hai đồng tiền này thì để ý, mình thì mình không giao dịch nhưng mà thị trường có thể sẽ tập trung vào GDP của Mỹ vào tối mai. GDP của Mỹ vào tối mai và những cái thông tin có thể đến từ cuộc họp của G20, đúng không? Thế nhưng mà đối với mình thì hôm nay thì có thể sẽ là một ngày mà thuần giao dịch theo kỹ thuật. Thì với những thông tin như ngày sáng nay về CPI của Nhật không được như kỳ vọng thì thuần giao dịch theo kỹ thuật, tức là thuần nhìn vào vị thế thực tế trên biểu đồ biểu hiện ra ấy. Thì với hệ thống kỹ thuật của mình thì mình lại đang thấy là có cơ hội để bây giờ lại là bán những cặp đuôi Z. Ví dụ như EZ ở đây thì là có thể cắt lỗ ở trên đỉnh này 163.7, tức là khoảng 560 pip cắt lỗ trên đó. Thông thường thì mình sẽ cắt lỗ trên đỉnh này khoảng 15 đến 20 pip nếu mà cảm thấy là có thể tránh những cái biến động ngẫu nhiên. Nhưng mà tùy tùy các bạn nhé. Mình thì mình thông thường mình sẽ là như vậy. Cơ hội ngày hôm nay thì mình lại thấy nó nằm ở cái cặp GZ này đẹp hơn. Bởi như hôm qua, hôm kia mà các bạn thấy đó, là mình có chia sẻ đó. Về G thì là sao? Thì cái khả năng để mà có thể đưa ra được cái ngày thời điểm giảm lãi suất cụ thể của G ấy, thì cũng chưa có. Nhưng mà trong ngắn hạn thì đồng bảng Anh vẫn không có nhiều cái thông tin mang tính chất là định hướng giống như là ECB định hướng cho đồng euro. Khi mà ECB có những cái thành viên chia sẻ những cái thông tin rằng là họ họ cảm thấy rằng là nên giảm lãi suất sau Fed và cũng chưa phải là thời điểm nên giảm lãi suất mà phụ thuộc vào cái dữ liệu kinh tế. Thì chính vì thế nên là nếu trong hôm nay mà muốn bán G thì mình thấy có những cái vùng có thể bán. Những cái vùng có thể bán và nó được ủng hộ từ trên khung H4, tức là chiến lược này của mình là theo H4. Thì mục tiêu giá mà mình hướng đến GZ trong phiên Âu và phiên Mỹ tối nay, chiều và tối nay thì có thể nó sẽ là 190.2 hoặc là 189.6. Đó, đấy là trong tối ngày hôm nay. Trong chiều tối ngày hôm nay có thể sẽ là như vậy và các cái vùng bán thì các bạn thấy đó. Đối với lại H4 thì ở đây chúng ta thấy là gì? Một cái cây nến đỏ dài vừa mới đóng cửa đúng không? Một cây nến đỏ dài vừa đóng cửa. Thì cái vùng bán chính là cái vùng mà demand ở trên này. Nhìn vào H1 nó cũng sẽ rõ hơn. Nhìn vào H1 nó sẽ rõ hơn. Tức là mình đây. Cái vùng này sẽ là vùng mà chúng ta có thể bán. Tất nhiên là quan điểm cá nhân của mình thôi nhé. Và cắt lỗ trên đỉnh này thôi. Đấy. Cắt lỗ trên đỉnh này thôi. Thì đây là một trong những cái điểm mà cho mình mức cắt lỗ hợp lý. Mình thấy là như vậy.
Tất nhiên là trong quá trình nó đi xuống khu vực dưới này thì có thể là sẽ có những cái điểm có thể nhồi lệnh được. Và nếu như mà nó đi như mình kỳ vọng, kỹ thuật của mình đang cho ấy, thì các bạn có thể thấy là gì? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là ủng hộ cho cái xu hướng là có thể giảm xuống ấy, thì chúng ta thấy là gì? Giá đã một lần là gì? Đóng cửa dưới tenkan-sen, tức là mức cân bằng ngắn hạn, và cây nến đỏ này lại quay về mức cân bằng ngắn hạn. Đó, trong khi đấy là vị thế của xu hướng, biên độ của xu hướng thì bắt đầu hẹp dần. Trước đó chúng ta thấy là xu hướng tăng đúng không? Nhưng mà biên độ hẹp dần thì đây cũng là dấu hiệu có thể thấy là gì? Cái sự chững lại của đà mua. Và khối lượng thì chúng ta thấy là gì? Trong giai đoạn từ đây lên đến đây, chúng ta thấy là khối lượng thường tổng 22.8 này. Trên này cao nhất là bao nhiêu? 24. Tức là có chỗ này thì khối lượng mua nhiều hơn nhé. Nhưng chỗ này là bắt đầu là gì ạ? Là bắt đầu khối lượng mua ít hơn. Đó. Vậy thì ở đây là cái mức mục tiêu là mục tiêu giá hợp lý sẽ là nằm ở cái đoạn này. Hợp lý sẽ là nằm ở cái đoạn này. Đó. 189.9 mục tiêu giá hợp lý là cái khối lượng mà có thể mua ở đây thì về đến đây sẽ phản ứng. Còn nếu chỗ này bị xuyên ra thì nó sẽ về đến khu vực dưới này. Đó. Thế nên là hôm nay thì mình hướng đến cái lệnh bán của GJ nhiều hơn. Lệnh bán của GJ nhiều hơn và kỳ vọng trong ngày mai, ngày kia nữa, nếu như không, những cái thông tin tác động đến U không quá mạnh thì sẽ là thế này nha các bạn. Để mình sẽ kỳ vọng nó là thế này. Đó. Đấy, mình kỳ vọng nó là như thế. Thì đây hoàn toàn là đơn thuần là do cái thời điểm trũng thông tin và đi theo hoàn toàn là kỹ thuật thì khu vực này sẽ là khu vực mà mình sẽ canh bán tầm chỗ 190.9, tức là khoảng không đến 10 pip nữa, và 191.1 khoảng đó, cắt lỗ trên này thì tùy mọi người thôi, là có thể vào. Mình thì đang kỳ vọng là như thế. Về Ichi thì nó chưa, về xu hướng của Ichi thì các bạn thấy là vẫn là xu hướng tăng, nhưng mà trong thời điểm này là thời điểm mà biên độ xu hướng giảm, thế nên là mình thấy là thị trường nó sẽ tìm về cái trạng thái cân bằng ở những cái khu vực này. Đó, trạng thái cân bằng ở khu vực này, bản chất mây Ichi nó là vùng giá mang tính chất cân bằng mà, nên là mình thấy nó có thể tìm về đây. Vậy nên là cái tín hiệu này là tín hiệu cho mình đánh giá rằng về mặt kỹ thuật thì xác suất của việc GJ giảm về đây là cao. Tất nhiên EUGU thì hôm nay mình sẽ chưa giao dịch bởi vì là không có được cái view về kỳ vọng của thị trường nó đang như thế nào, nên mình chỉ tập trung vào GJ thôi. EJ cũng có thể được nha các bạn, nhưng EJ khả năng là gì? Cái kỳ vọng của thị trường nó sẽ ít hơn. Mục tiêu giá nó sẽ ít hơn, nhưng mà đối với GJ thì mình đấy kỳ vọng đến tận đây đấy. Trước mắt 189 tức là khoảng gần 100 pip và xa hơn là sẽ là gì? Hơn 200 pip. Một trong những cái điều chia sẻ với mọi người như vậy. Còn hôm qua thì đấy, coi như là hòa vốn NG dương được một tí. Dương được một tí coi như chả có gì. Thôi lại tiếp tục làm lại vậy. Đấy, kỳ vọng của mình sẽ là như cặp này. Ok, cảm ơn cả nhà đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong các clip phân tích tiếp theo.